xin chào cả nhà. Hello hello hello. Cười cái cây mẫu ơi. Trời ơi nó đẹp gái quá. Trời ơi trời, mẫu mình đẹp gì đâu, đẹp bà cố luôn á. Các bạn ơi, xin chào các bạn nha. Đây là cái cô mẫu đến từ Long An. Đến từ Long An. Miss Long An à đó. Cô đã lặn lội xa xôi nha, đến đây để mà làm đẹp đây các bạn. Và bạn học viên của mình đã mày mà còn làm câu nữa. Bạn học viên mình đã vừa thực hiện xong cái ca môi này nha các bạn, vừa dứt kim xong, vừa xong tích tắc luôn, ten tèn ten coi môi nữa các bạn, đẹp cực đẹp luôn, xuất sắc luôn, xuất sắc trong giày tỷ nữ. Ủa đẹp quá, về coi nha, hơi bị đẹp luôn á, đẹp lắm luôn các bạn ơi, không uổng công nha. Có cái là bạn này á, bạn học viên của mình á, làm hơi lâu chút xíu các bạn. Các bạn làm kim một máy Samsung 8650 các bạn ha, làm kim một nha. Đó các bạn xem đi, hơi lâu chút xíu nhưng mà đi kim sau, tại vì học viên mà các bạn không thể nào làm nhanh được. Học viên thì đương nhiên là phải đi chậm rồi, đó là điều đương nhiên ha. Chị nào giáo viên đi chậm lúc đó mới nói ha, còn này học viên thì đi chậm thì đương nhiên đó là điều ok thôi. Đây mình đi cho các bạn xem đây, cười lên chẹt môi ra, chẹt môi cười nha, chẹt không có chẹt môi chứ phải chẹt mà cười chẹt nha, ok đẹp lắm em, đâu có rất là đẹp, đẹp lắm các bạn. Em làm đi được cỡ mấy bộ đó. Đây mình quay cái vành môi các bạn xem nè, đây nè, nhìn vành môi nè tuyết đó, đúng rồi, rồi chẹt môi ra ngậm ra chẹt, đúng rồi đó, các bạn coi vành môi ha, đẹp ha, đẹp vành môi ha. Rồi ok mình quay qua bên này, à nè nè, bắt đầu em cầm máy em quay vành môi bên đó đi bé Hằng. Đấy môi nè. Rồi quay cái vành môi, quay sát góc luôn, là sát góc. Có trường hợp đó đó. Bởi vì nó bán mai tức thì cho thấy được vành môi chẹt ra đi. Nó bán mới tức thì bán đó. Nhưng nhầm mình lại cái chẹt ra. Đó, các bạn ra vành môi nè. Vành môi rất là đẹp ha các bạn ha, cực đẹp luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nha. Đó. Đẹp ơi là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp. Xinh ơi là xinh luôn. Rồi cái chân mày này bữa nào thì mình sẽ sửa lại ha các bạn ha. Bữa nào mình sẽ làm lại chân mày với lại đi mí cho bạn này. Đó. Vô cùng đẹp luôn, cười các ơi, 1 2 3 cười. Các bạn thấy không? Khi mà phun môi xong rồi cái nhìn mình nhìn cái răng của bạn rất là trắng đúng không? À, trắng rất là xinh. À là tôn cái làn da lên. Rồi bây giờ mời bạn ngồi dậy ha. Đó ok. Quá đẹp luôn. Cực đẹp. Mặt bự quá. Wow đẹp quá rồi đó. À tiếc lấy cái lượt chải đầu, lấy lượt chải đầu coi. Trời ơi dễ thương quá, đẹp quá đẹp quá. Cắm massage xong là nó đỡ đau liền luôn á cả. Ok. À các bạn học viên làm thì hơi đau chút xíu bởi vì là lực tay chưa có đều á, phải không? Để nguyên môi nha. Bởi vậy cái này cũng có bí quyết cái phải không? Đó. Bắt chi về lại đi. Rồi đưa vô miệng nha, đừng cho đụng vành môi nha. À, bí quyết luôn á. Ngồi cẩm sẽ giải thích cho các bạn tại sao ngậm này nha các bạn ở lớp. Đó. Đó. Trời ơi, cực kỳ là nuốt nước miếng vô trong nha bạn. Đó, ok. Cười đi. Ui đẹp quá. Đây, bạn này làm đi nè mấy bạn. Bạn này làm đi. Vài bữa nữa thì sẽ tới bạn này trổ tài. Đây, vài bữa nữa sẽ tới bạn này trổ tài nha. Vài bữa nữa sẽ tới thôi. Ok, mình quay cho các bạn chúng ta xem kỹ thuật của bên học viên hôm nay của mình, làm môi không hề sưng nè, mình quay cận cho các bạn xem luôn, người thật việc thật nha, làm môi không sưng nha các bạn nha. Đau thì có đau đó chứ phải không, nói không đau là nói xạo nha. Có đau gì kim chích đúng không, thì đang kim mà không chích sao được đúng không. Có đau nhưng mà môi không hề sưng các bạn ha. Bye bye nha Nguyên, bye bye mai gặp lại. Mai tao đè mày ra, tao phun nhũ hoa. Đè nó phun nhũ hoa. Ok, nó giỡn chơi với các bạn thôi. Rồi, ok, bây giờ mình quay cho các bạn xem thôi. Rồi xong rồi, hồi chụp hình lại nha, Hằng. Chụp rồi phải không? Ok, rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye đi bạn ơi. Bye bye. Bye bye. Học viên ba phun xăm bạn có hài lòng tại vì bạn học ra kêu bằng mày quen rồi mấy bạn, hài lòng không về cái môi và cái màu xăm. Nói chung là xăm môi không có bị đau đó mấy bạn, nó nếu mà không đau thì không đúng rồi nó hơi đau mà cái hay nhất là không có bị sưng nè, đúng rồi không hề sưng luôn chu môi lên cái cây
Trời ơi, đỉnh môi các bạn thấy không? Chu cái được rồi. Chu lên nè các bạn. Xả chết chưa? Chu lên cái đỉnh môi rất đẹp và rất là tròn. Bờ môi gợi cảm. Cực đẹp luôn các bạn. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.